I, my bestie, lay random maps. Anh ơi, chia nhau ra kiếm đi. Ông Đức từ 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 Lễ Tân ra tới cuối bản đồ, còn tôi với ông Khôi thì cái bolic hai bên cánh gà trên và dưới tầng hầm. Ủa chị, hai ba bolic có làm được gì đâu? Nghe tiếng. Trời ơi, Chúa Trời nó mới làm cái gì đó cho tôi nghe. Chứ chẳng lẽ giờ để cho nó phốt thân hả? Không, cầm nhiệt kế chắc từng phòng. Ôi ôi, nay Memo chắc từng ngồi cười với trời luôn. Snow nha. Hai người cầm hai nhiệt kế chắc trở dễ. Hello gì đó, ở mùa đông lạnh giá gì đây nè. À, đúng rồi đó. Tony Medal này giống như kiểu cái gì ta, giống cái Rue Hill Asylum của Chicago á. Sao mình thiếu hả? Asylum á. Asylum. Asylum á, nó còn được, nó còn một cái tên gọi khác là viện viện tâm thần và dưỡng lão mồ côi. Ê bay chuẩn bị Fireballic đi, tại vì cô sắp bắt đầu múa với con búp bê rồi. Oh. Dance baby dance, baby dance, let's go. Come on baby dance, let's go. Đó, mày chơi hơi bị ác á. Cứ nấp tại một phòng nữa đi. I love using the curse possession. Rồi, làm đi Nhật. Một pin, pin thứ hai. Cạch. Ơ. À không, tiếng không rút. Pin số 3. Sập. Pin số 4. Sập. Ủa, không có gì hết đúng không? Ừ. Chắc cái pin tiếp theo là ngay tim rồi. Jackpot. Jackpot. Mày chết được điên lắm nha. Nó có tầng hầm không vậy? Chắc là tầng hầm. Tầng hầm rồi. Tầng hầm hả? Đâu lát nữa mà nó không phải tầng hầm cái tầng cười nha. Tôi lọc ra con ma đầu tiên nha. Diogen. À, không chắc ăn thì tìm một cái Sanity Nhật ấy. Không, nhưng mà tao khoái để nó hình hơn. Tao cũng chắc cho nên tao quất trước. Ủa, ai tắt đèn hả? Không. Có. Nó này là bệnh viện tâm thần, nhưng tao thấy chỗ này giống như là cái chỗ mình tra tấn bệnh nhân. Chỗ nghiên cứu. Ông... Ủa, ông mới biết hả? Asylum là trên cái danh nghĩa vậy thôi, chứ thực chất nó có nhiều các trò secret. Thì tao cũng biết từ cái vụ Outlast rồi. Cái game Outlast mày biết mà đúng không? Ờ, có nghe nào. Outlast có. Nhưng mà chỗ này là kiểu thí rồi prostitute rồi nổ banh xác, nguyên miếng thịt mình đang dẫm lên luôn kìa. Ủa, có chỗ rồi. Ủa hết rồi, giờ đi ngược lại. A few minutes later. Gì vậy? Có hả? Tôi nghe Săn. Tôi săn, nó săn. Dịch đâu. Chào đàn phòng đốc đi. Đừng có bật đèn lên. Đừng có bật đèn. Ôi đầu xong luôn. Ôi trời ơi. Mày ở đâu vậy? Tao đi ngay chỗ ma luôn á chứ. Ôi rồi xong, tao nghe tiếng ngào chết nữa rồi. Phải không? Có ngào chết đâu phải không? Không. Đang săn nữa nè, đang săn nữa nè. Đang bò. Đang chớp tao thấy nè. Đang bò lên. Đang bò lên tầng trệt nè. Có ai biết nó săn từ đâu không? Có, nó đang lên trên. Nó từ tuốt ở phòng... ở phòng nào á? Tuốt cuối không thì sao á? Nó đang lạc nè. Trốn được mà tự nhiên đeo nó lên là phê phán rồi. Nó đang lạc nè. Mai này bình thường. Bình thường rồi. Chớp bình thường không Đức? Hả? Tao có chớp bình thường không? Chớp bình thường hả? Tao đang
nhận nó luôn nè, đang câu nó luôn nè. Nó bình thường vậy, không phải phantom, không phải Oni. Cũng không phải. Ủa sao nãy giờ nó cứ có hai phòng mà nó kiếm hoài vậy? Ma bị vậy mà. Hai phòng cánh gà hả? Hai phòng cánh gà bên phải, bên trái, ngay kế bên cái phòng mà tao phát hiện luôn á. Là con mang cái đó. À. Vậy là nó ngay cái cầu hang luôn. Không phải nhà xác, độ cao mà. Vậy là nó từ trên bò xuống. Ừ. 12 seconds later. Đụng nó ghê vậy. Nó kìa, kìa. Ghê quá đạn luôn á. Tôi nghe quá rõ luôn. Ừ. Nó ngay cầu hang nè, nó cứ lang thang ngay cầu hang thôi à. Ủa vậy không lẽ nó cầu hang hả? Ở trên á. Toàn giỏi thì nó nè. A few moments later. Đây nè. Ngay đầu tiên ở tầng trên luôn. Còn tao nghe tay lắm nha. Cái tiếng khóc này chưa bằng cái tiếng cười đâu. Đúng rồi. Đây nè, cái bọn. Ơi, tao kìa. Ôi, con sâm quen không ơi. Rồi chạy. It was at this moment he knew. He knew. Rồi xong. Chết luôn. Trời ơi đen quá. Tao smash nó rồi. Ủa mày mít hả? Ừ. Ôi trời ơi cái số. Trời ơi cái số. Đức có content này được Đức. Trời tao thấy mà. Meow. Ok. Ủa, chạy. Ma đâu? Nó heo tao nè. Nhà bếp nè. Tao vô. Ồ vậy. Speed up on side kìa. Không phải hành không. Không nghe được tiếng. Tôi nghe hai thứ tiếng luôn. Tôi không biết nó là đâu hết. Rồi xong luôn. A few minutes later. Chết. Thôi tôi đánh phantom. Phantom hả? Trời ơi. Sao cái map dễ nhất mà lại chơi cái kiểu gì vậy? Audio.